À, chào mừng tất cả bạn quay trở lại video nằm đấy nha. Tôi vừa mới đi xin được một mớ thịt bò này. Hôm nay tôi đang chuẩn bị làm một cái món thịt bò phơi một nắng. Đây là để chuẩn bị thịt bò một nắng, tôi chuẩn bị những cái móc đây nè. Đây là cách phơi một nắng mà tôi hay làm. Ở dưới đây nó không đủ ánh nắng. Ê, buộc chúng ta hãy lên mái nhà thì chúng ta mới có ánh nắng được. Trên đây là đủ ánh nắng. À, này pha là hơi hơi bị căng á. Rồi, cố đi. Ở trên mái nhà là chọn nắng luôn các bạn. Sập nhà ta sẽ thế không thế mỏng ra. Thịt bò tươi rói rói. Nãy đi ngang qua thấy cô em bé, cô bé đang bán thịt bò, miếng thịt bò ngon quá, kêu xin miếng về làm bò một nắng chơi, ăn một nắng cho nó chất lượng. Heo heo gì lên giáo mà, để tôi lạng càng mỏng càng tốt. Mỏng như lá lúa còn tốt. Xong một miếng nè. Phơi đồ. Bò này khó chịu ghê vậy. Thôi phơi ngang đi, em nó khó chịu quá. Rồi phơi ngang. Đây, phơi đồ. Đây, một miếng. Hết ra. Nó xe sẽ thấy là mỏng mỏng hết rồi. Mỏng còn hơn như dao bào nữa. Rồi chúng ta đi phơi đồ. Phơi kiểu này là đúng bài luôn. Thank you.
Phơi trên đây đỡ ruồi, không có ruồi, không có mèo, không đỡ. Đấy, bò một nắng, phơi lên tí nữa cho nó héo héo nè. Bây giờ đang là 9 giờ sáng rồi, chúng ta phơi khoảng chiều chiều lai lấy chúng ta nướng thử ăn sẽ biết. Ôi, rồi để đây chúng ta là cái gì để đang phơi đồ vậy đó, là lấy nắng. Đây tôi đang phơi bò một nắng, phơi xuống đây tí chúng ta lên đảo một lần nữa. Ở trên đây lâu quá sản chết, người ta là tưởng mình ngáo đá nữa. Nguy hiểm chết người. Trên mái nhà mệt quá. Ôi, nguyên cả buổi sáng nè, tôi chuẩn bị sẵn một chén muối nè, mấy cái đèn kho nè. Wow. Đã quá ta. Hoành tráng không? Hoành tráng luôn. Ui, mình lấy cái cây mình lên lên phơi nhà phơi luôn hả? Ừ. Cái này đó luôn mà đổ nhựa, đổ xi măng, đổ bê tông xuống luôn mà. Đổ cái đó luôn mà. Đổ nhựa luôn rồi. Em chế biến cho anh ăn luôn. Wow. Nhìn giống như bị phơi đồ. Ăn miếng nào? Ăn miếng này ha. Rồi. Bò một nắng. Ăn miếng nào đây? Miếng nào cũng được. Miếng này hả? Ừ. Bò một nắng hả? Hơi tái. Ừ, một nắng rồi đó. Nhưng mà mình bơi được. Mình nấu cho mình hơi lại cho chín cái mà mình ăn. À. Đã quá. Thơm rồi đó. Thơm được chưa? Ta tả đi coi, ngon quá. Thơm quá. Thơm chứ, thơm. Qua wow, mới thịt bò. Đúng luôn. Gì đây? Đó. Đó, được rồi á. Được rồi. Đã quá. Họ sơ quá cái là nó bẹt mà đúng. Tại mình làm mình ăn thì mấy chứ. Ây da. Nóng quá hả? Ngu quá hả? Quá. Yeah. Nóng quá. Nè, chấm muối. Chấm miếng muối sẵn. Ngon. Đúng là ngon. Đúng chắc nắng quá. Đúng rồi, nhìn mặt trời. Ngon lắm anh ơi. Ngon đây, lắm đây này. Cái bầu nắng rồi nè.
mình vô mình khổ sơ hoặc mình nướng sơ quá ra mình ăn thì rất là thơm, thơm lắm. Tại vì mình nướng mình phơi nắng là nó teo lại, nói lại, nó lại, nó xanh lại, khô nước. Em phơi nướng lại. Muối ớt mà muối ớt không có chanh gì quá. Nó ngọt ngọt. Chanh mà còn ngọt hả? Không biết là thịt bò ngọt, chua mà đắng. Ngon lắm, thề luôn. Anh thử miếng đi, ngọt ngọt ngọt. Thử miếng hả? Thử miếng. Ngon, ngon, rất là ngon. Ngon thì ngon ngọt, vẫn còn đỏ đỏ, không đào, không đào. Bò không nắng mà bò mặn tái được mà. Quá ngon. Chiều quá, chiều về đi làm về á. Mình lấy ra mình uống bia ăn để dành nhậu từ là đúng bài. Đúng rồi. Quá, em chỉ nói gì một từ diễn tả thôi bạn. Thôi chứ gì đúng là một từ diễn tả rồi là quá là tuyệt vời. Trên quả tuyệt vời. Rất là ngon. Ngon là mắm. Mắm này các bạn cứ cần cho muối, ớt và các bạn vắt chanh vô cái nước là nước chanh, cứ cần phải có chanh, muối, ớt, bột ngọt và chanh thôi. Là các bạn sẽ ra một cái nước chấm rất là tuyệt vời. Tôi danh dự 100%, ăn rất là ngon. Thề với lòng. Rất là tuyệt vời. Rồi cái này để phơi mang vô ủ để dành nước ăn dần. Bò một nắng chúng ta chỉ nướng vậy thôi bạn, không nướng nhiều. Ủ giống như lấy đầu ra đó. Để dành á, ăn dần, các bạn nướng. Các bạn không cần phải để ngăn đông đâu, cứ bạn để ngăn mát là ăn tới đâu ra bạn nướng sơ đó là ăn rất là ngon. Để cái này đã hơi một tháng rồi. Rất là ngon. Giống như là đang gom đồ về vậy đó. Rất là tuyệt vời. À, chăm vui lần đầu tiên để mang được cái món bò một nắng mà khó qua ăn rất ngon. Hết ngày. Ngon ghê trời. Rất là ngon. Nước chấm ngon quá. Không tin. Các bạn cứ làm thử đi. Tôi cam đoan 100% ăn rất là ngon. Nhất là mắm phải dạ, muối phải dạ như vậy nha. Bây giờ tôi sẽ mang xuống. Tôi đi ủ lạnh để dành nhậu dần. Tết anh này đi. Có cái món này nhậu khách tới nhà đãi là đúng bài. Đi. Ngon thật á, nhưng bây giờ cái đống xà bình này giờ là sao mang xuống đây nè. Cực quá. Ăn thì ăn ngon á, nhưng mà màu mè quá. Giờ mang xuống. Không sao. Để luôn. Mình mang đồ phơi luôn. Đây vậy luôn hả? Đây luôn. Để xong rồi lát nữa bố mẹ về hỏi cái cây sơ đồ, cái cây phơi đồ tao đâu rồi thì nó hỏi. Trộm lấy rồi. Trộm lấy rồi. Cứ đổ thôi cho trộm hết là mình ăn thôi. Đúng. Mà nhớ đừng nói bố mẹ là trộm nó mang đi, nó mang lại mấy nhà nghe. Nhớ đừng nói ai hết.